Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thảo Lucky, là một healer. Và ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với cả nhà một cái bài học, đó là 4 cái bước để tự học. Bởi vì thực sự 4 bước học này là một quá trình vô cùng quan trọng trong cái hành trình chúng ta ở trên cái trái đất này. Chúng ta phải liên tục học, học để phát triển, học để có thể trở thành những con người xứng đáng ở nơi này, đúng không ạ? Bước đầu tiên của quá trình học đó là chúng ta không biết những điều mà mình không biết. Cái tư tưởng này đó là gì ạ? Ở xung quanh chúng ta bây giờ cũng có rất nhiều. Có những người gì ạ? Người ta tưởng là gì? Có nghĩa là mình không ý thức được cái việc là mình không có sự hiểu biết, mà mình luôn nghĩ là gì? Mình biết rồi. Hay là gì ạ? Mình không, hay nói cách khác là gì ạ? Mình ngu mà mình gì ạ? Không biết mình ngu. Lúc nào cũng có cái tư tưởng là gì? Tôi biết rồi. Thực sự nếu như cái tư tưởng tôi biết rồi là nó là một tư tưởng, nó đang giết chết bộ não của chúng ta từng ngày. Mà chúng ta gì ạ? Phải cần mở lòng, mình vượt qua được cái mắc kẹt này để chúng ta tiến lên được cái nấc. Cái bước thứ hai của sự học đó là gì? Đó là ý thức được tại sao mình không làm được. Cái bước này đó là khi bạn ý thức được mình không giỏi về vấn đề này, mình tại sao người khác làm được mà mình lại không làm được. Khi bạn được ý thức được rằng mình không giỏi, mình không thành thạo được vấn đề, chính là lúc bạn bắt đầu trên con đường học của mình rồi đấy. Xin chúc mừng các bạn. Đây là bước thứ hai vô cùng quan trọng. Và bước thứ ba đó là trên có cái con đường học của mình, đó là ý thức được về cái sự thành thạo của mình. Ở bước này, khi bạn biết được mình không thành thạo ở bước nào, ở vấn đề gì, thì mình tập trung vào cái vấn đề đấy và gì ạ, và mình học hỏi một cách say mê, và mình gì ạ, sẽ mình cái kỹ năng, cái tư duy đấy, mình đã trở nên thành thạo, là một chuyên gia trong một lĩnh vực đấy. Mình gì ạ? Mình giỏi trong một cái lĩnh vực đấy. Nhưng ở bước này, bạn, mình có một chia sẻ đó là gì ạ? Bạn hãy khiêm nhường. Ở đây chúng ta hãy khiêm nhường để học hỏi. Mình không tự cao tự đại, mà gì ạ? Hãy khiêm nhường để học hỏi. Bởi vì gì ạ? Kiến thức của mình chỉ là một hạt cát nhỏ thôi. Và sang cái bước thứ tư đó là gì ạ? Mình đã vô thức được về cái sự thành thạo của mình rồi. Tức là mình không biết là mình giỏi, mà mình không biết được, mình không biết. Ví dụ như là những người như là bác sĩ chẳng hạn, họ thành thạo trong một lĩnh vực chuyên môn, và họ vô thức rằng họ không biết được cái mình giỏi. Chính vì vậy đây cũng là một cái điểm yếu và chúng ta cần phải khắc phục. Đó là chúng ta, khi chúng ta giỏi thì chúng ta hãy sâu chuỗi lại những kiến thức đấy, và gì ạ, sau đó sẽ đi đào tạo cho những đội ngũ, những người giỏi như mình. Đấy là lúc để chúng ta hoàn thành một quá trình học của mình. Đó là một cái hành trình anh hùng mà các bạn, chúng ta cần gì ạ, cần ghi lại, cần khắc ghi để gì ạ, truyền cảm hứng, để neo cái cảm xúc đó lại, để gì ạ, đi trao truyền kiến thức cho người khác. Bởi vì gì ạ, kiến thức này là của vũ trụ, và nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ, chia sẻ cho người khác mà thôi. Và có một bước nhỏ trong bước này đó gì ạ? Chúng ta ý thức về cái sự thành thạo một cách vô thức của mình. Đấy là 4 bước để chúng ta. Và sang có một bước nhỏ đó là bước 5. Đó là 4 bước để chúng ta học. Học, học. Và thế vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể hoàn thành được cái quá trình học của mình? Bạn hãy đặt câu hỏi. Đây là một bí quyết mình muốn chia sẻ với mình bạn, đó là bạn hãy đặt một câu hỏi một cách thông minh. Đó là câu hỏi: làm thế nào để tôi biết được những điều tôi không biết? Bởi khi bạn đặt câu hỏi là bạn đã có sẵn câu trả lời trong mình rồi. Xin chúc mừng, chúc các bạn sẽ hoàn thành được quá trình học và sẽ phát triển trên cái con đường tương lai rực sáng đang chờ các bạn ở phía trước. Xin chào và hẹn gặp lại.